117.600 liều vaccine phòng COVID-19 đầu tiên về Việt Nam trong ngày hôm nay. Theo nguồn tin, 117.600 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca về đến sân bay Tân Sơn Nhất, phục vụ nhu cầu phòng chống dịch cấp bách hiện nay trong ngày 24 tháng 2. Đây là loại vaccine phòng COVID-19 đầu tiên được Bộ Y tế cấp phép do Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam, VNVC, nhập khẩu. Chuyến bay chở lô vaccine COVID-19 đầu tiên này hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10 giờ 45 phút ngày 24 tháng 2. Đây là lô vaccine thuộc 240.000 liều đầu tiên về Việt Nam, được Bộ Y tế phê duyệt nhập khẩu trong tháng 2. Vaccine được Bộ Y tế tạo điều kiện nhập khẩn cấp. Trong bối cảnh COVID-19 đang lây nhiễm 13 tỉnh thành 27 ngày qua, sáng nay, ngay sau khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất, hoàn thành các thủ tục thông quan, lô vaccine sẽ được vận chuyển bằng xe chuyên dụng với hệ thống bảo quản nghiêm ngặt theo khuyến cáo của nhà sản xuất và nhập kho lạnh bảo quản tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo VNVC, lô vaccine đầu tiên đã về sớm hơn dự kiến ban đầu, do đó, kế hoạch triển khai tiêm vaccine chống dịch cho các nhóm ưu tiên cũng được thực hiện ngay trong tháng 3 tới. Việc tiếp nhận đăng ký tiêm vaccine COVID-19 từ người dân tiêm dịch vụ đã tạm dừng, chờ hướng dẫn từ Bộ Y tế. VNVC đã sẵn sàng đội ngũ nhân sự và cơ sở vật chất để có thể đáp ứng phục vụ đến 4 triệu liều vaccine COVID-19 cho mỗi tháng và đảm bảo các mũi tiêm an toàn, ông Bùi Kim Khánh, Giám đốc Toàn quốc hệ thống VNVC, cho biết. Sau lô vaccine đầu tiên, trong nửa đầu năm 2021, VNVC sẽ đưa về Việt Nam 30 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Các nhóm ưu tiên và người dân trong nước sẽ chính thức được tiêm vaccine COVID-19 chất lượng cao như tại châu Âu và nhiều quốc gia lớn trên thế giới, góp phần khống chế đại dịch. Vaccine của AstraZeneca được đồng phát minh bởi Đại học Oxford và công ty sản xuất hỗ trợ Vaccitech. Vaccine sử dụng vector virus mất khả năng sao chép, được tạo ra từ trùng virus gây cúm thông thường ở tinh tinh đã được làm suy yếu, adenovirus, chứa vật chất di truyền của protein gai trên bề mặt virus SARS-CoV-2. Sau khi tiêm vaccine, protein gai bề mặt được sản xuất, kích hoạt hệ thống miễn dịch tấn công virus SARS-CoV-2 nếu cơ thể bị nhiễm virus sau đó. Dữ liệu an toàn được công bố từ hơn 20.000 người tham gia trong 4 thử nghiệm lâm sàng ở Anh, Brazil và Nam Phi trên tạp chí The Lancet cho thấy vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca được dung nạp tốt và không có biến cố bất lợi nghiêm trọng. Đối tượng tham gia nghiên cứu đa dạng về vùng địa lý và chủng tộc, khỏe mạnh hoặc có tình trạng bệnh lý nền ổn định. Tại mỗi kho lạnh âm sâu đều có một kho giã đông được kiểm soát nhiệt độ luôn dưới 80 độ C để đảm bảo vaccine được giã đông an toàn trước khi đưa vào sử dụng. Ngày 1 tháng 2, Bộ Y tế chính thức cấp phép có điều kiện vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca cho trường hợp khẩn cấp phòng, chống dịch. Đến ngày 17 tháng 2, ông Lê Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã ký công văn số 1215/QLDKD đồng ý để công ty trách nhiệm hữu hạn AstraZeneca Việt Nam nhập khẩu 204.000 liều vaccine. Ngày 27 tháng 2, Bộ Y tế công bố 11 nhóm người được tiêm vaccine COVID-19 trước theo mức độ ưu tiên tình huống dịch và trong bối cảnh nguồn vaccine hạn chế hiện nay. Trong đó, nhân viên y tế và nhân viên tham gia phòng chống dịch, ban chỉ đạo các cấp, nhân viên của các khu cách ly, phóng viên được ưu tiên hàng đầu. Hiệu quả bảo vệ của vaccine dao động 62-90% tùy thuộc vào liều tiêm. Có hai liệu trình vaccine khác nhau trong thử nghiệm. Ở phác đồ 1, tình nguyện viên nhận một nửa liều, sau đó ít nhất 1 tháng được tiêm liều đầy đủ, đạt hiệu quả 90%. Phác đồ thứ 2 tiêm 2 liều đầy đủ cách nhau 1 tháng, đạt hiệu quả 62%. Hiệu quả trung bình của hai phác đồ là 70%. Chadox là một trong các ứng viên vaccine cho kết quả khả quan trong thử nghiệm giai đoạn 3 quy mô lớn. Dù không đạt mức độ hiệu quả như sản phẩm của hai đối thủ là Moderna và Pfizer, bù lại vaccine Oxford có giá thấp, dễ vận chuyển và bảo quản hơn.